em, chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Mở đầu như thế nào nhỉ? Mọi người nói biết hiện nay dịch đang rất là căng ấy. Rất là căng luôn, cho nên là mình cũng rất là hy vọng anh em, đầu tiên nếu mà tránh được thì là tốt, còn nếu mà không may mà bị thì chúc cho mọi người mau nhanh hồi phục. Bởi vì mình có mấy ông em bị rồi ấy, thì sau khi mà bị xong nói thật là nói chuyện nó cứ kiểu như là nó hơi ngáo ngáo ấy. Nói chung là ngáo nhẹ kiểu dạng một như thế. Không biết là có phải là do ảnh hưởng của con Covid hay không, nhưng mà nói thật là cảm giác nói chuyện xong nó bay bay kiểu gì ấy. Cho nên là cũng rất là mong các anh em vào cái thời điểm này thì mọi người nên giữ gìn sức khỏe, tránh được thì là tốt. Đó. Còn quay trở lại cái chủ đề chính của ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho các anh em một chai nước hoa, một cái mức giá nó vừa nhưng mà chất lượng thì là bá đạo, một chất lượng cao vời vợi. Đó. Đó là chai nước hoa Jardin & Bonté Just Rock. Đây là một phiên bản tiếp theo của chai nước hoa This Is Him. Rất là hay. Chai nước hoa này nói chung mình đánh giá là cả hai chai đều gọi là xếp vào dạng kiểu giá thì designer, thế nhưng mà chất lượng là của niche. Đó, cá nhân mình đánh giá là như thế. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho kênh em phiên bản Just Rock, phiên bản tiếp theo của bản This Is Him. Đó, mình sẽ chia sẻ những cái cảm nhận của mình về mùi hương này và những cái gạch đầu dòng mà các anh em cần phải biết nếu như sau khi xem xong video này, hoặc là các anh em cũng đang tìm hiểu về mùi hương này thì nó là như thế nào. Đó, thì đấy là cái nội dung của video ngày hôm nay. Nếu như các anh em nào mà có lần đầu xem video này của mình thì các bạn hãy bấm like và subscribe, ok. Còn bây giờ anh em mình hãy đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay, đó là tìm hiểu Jardin & Bonté Just Rock nó là như thế nào. Ok, lên đường. Trước tiên thì chúng ta hãy cùng nói qua một chút về mùi hương của Just Rock. Nếu như so sánh nó và This Is Him thì mình thấy rằng nó có cái giống và nó cũng có cái khác. Cái giống ở đây đó là cái style mùi, cái phong cách mùi của hai chai nước hoa này nó vẫn là một cái tiêu biểu đặc trưng của Jardin & Bonté. Nó giống như các anh em có hình dung như kiểu Lamborghini hoặc là Audi đời này hoặc đời sau, thế nhưng về cái phong cách, về cái cơ bản của nó thì nó vẫn là chúng ta nhìn một cái chúng ta biết đây là Lamborghini, đây là Audi. Thì hai chai nước hoa này nó cũng là như thế, nó vẫn là cái bộ khung cơ bản của This Is Him. Tất nhiên thì nó có những cái khác như thế nào thì bây giờ mình sẽ nói. Nếu như ở chai nước hoa này thì mình thấy rằng ví dụ như kết hợp giữa nhang vani và gỗ đàn hương, nếu như mình nhớ không nhầm có gỗ đàn hương, nó tạo nên một cái tông mùi, nó có cái vị nhang của Trung Đông, cái vị ngọt của vani và một chút ngậy của gỗ đàn hương. Dù sao thì nó vẫn mang âm hưởng nhang là đặc trưng. Đó, đấy là cái cảm nhận của mình về mùi hương của This Is Him. Còn ở chai nước hoa Just Rock này thì một cái mùi tiêu biểu khói mà đây đó là Frankenstein. Mình không nhớ là dịch sang tiếng Việt nó là cái gì, tự nhiên mình quên mất rồi. Nhưng ở đây đó là mùi smoky, mùi khói cộng thêm spicy, cái mùi cay nồng nhẹ. Đó, khói và cay nồng. Cho nên nếu như so sánh của nó với This Is Him thì nếu như ở chai nước hoa này có cái vị ngọt, có cái vị của nhang, thì ở chai nước hoa này thì nó là vị khói và một chút cay nồng. Về tông mùi thì vẫn là mang như mình đã nói, nó vẫn là This Is Him. Thế nhưng về cái style, về cái những cái gì mà giống như kiểu là decor, những cái về trang trí bên trong cái style đấy, cái nội thất đấy, thì là hai hướng đi khác hẳn nhau. Đấy, thì đấy là cái cảm nhận của mình về mùi hương của Just Rock, rất là thú vị. Còn bây giờ thì mình sẽ chia sẻ đến các anh em mấy cái gạch đầu dòng mà mình thấy rằng các anh em nên biết trước khi giữ em nó về dinh nếu như có ý định. Đó, thì điều đầu tiên mình muốn nói rằng đây là một chai nước hoa chất lượng niche với cái mức giá designer. Với cá nhân mình nhá, còn anh em nào mà cảm thấy nó không phải là niche thì đều tùy của mỗi người. Mình nói lại rằng hoa hậu còn có những người khen người chê, thì cho nên là không, chúng ta không cần phải tranh cãi nhau về cái việc mà tôi thấy như này, tại sao ông thấy như này. Những cái đấy là những cái thừa đó.
Cho nên là mình thấy là anh em nào mà comment kiểu như thế, mình thấy là cái kỹ năng sống, cái vốn hiểu biết nó còn quá là hạn chế. Mình không bao giờ mình muốn đôi co. Nhưng đối với mình, đây là một chai nước hoa chất lượng niche trong mức giá designer, giá mềm. Bởi vì chúng ta luôn luôn cho rằng ở designer là một mùi phổ thông, designer là một cái mùi mà đại trà. Cho nên chúng ta có một cái suy nghĩ, có một cái khái niệm nó không bao giờ có ít những cái mùi hương nó độc đáo, nó không bị đụng hàng. Nhưng với Just Rock phải nói rằng đây là một chai nước hoa nó sử dụng những cái nốt ví dụ như là khói này, amber, spicy, nhưng nó mix cái cách của nó pha mùi nó rất là, nó giống như kiểu khi mà chúng ta nó rất là nhuyễn, nó rất là mượt. Thì mình cho rằng đây là một chai nước hoa chất lượng niche trong mức giá của designer. Thì điều đó là nghĩa gì? Không phổ thông, không đụng hàng mà rất là độc đáo. Đấy là cái gạch đầu dòng đầu tiên trong cái list mà mình muốn chia sẻ đến các anh em. Ok, đầu tiên. Cái thứ hai nữa là nếu như anh em nào là một fan mùi, những cái mùi hương nó hơi u tối một chút, nó không phải là tối như mực, tối như kiểu chị dậu nhìn ra đêm đen thì không phải, mà nó hơi có hơi hướng u tối, sâu lắng và trầm điềm đạm, thì đây sẽ là một trong những sự lựa chọn rất rất là ok cho cái việc blind buy, mua không cần thẩm mùi. Bởi vì mình nghĩ rằng đây là một chai nước hoa rất là an toàn. Nếu như chúng ta xác định được cái gu mùi của chúng ta nó giống như mình vừa nói thì đây, Just Rock, mua không cần phải nghĩ, quan trọng là có bao nhiêu tiền mà thôi. Đó, thì đấy là cái gạch đầu dòng thứ hai của mình. Điều thứ ba đó là cái phong cách mùi hương của chai nước hoa này nó rất là nam tính. Đó, nó rất là nam tính. Và khi mà chúng ta đọc cái tên này Just Rock thì chúng ta có thể hiểu lầm rằng nó là giống như kiểu là một ngôi sao nhạc rock, một cái gì đấy nó bùng nổ, một cái gì đấy nó hơi kiểu như là không bị gò bó, không muốn bị gò bó bởi những cái áp đặt, những cái quy củ, những cái điều lệ, một cái gì đấy Just Rock mà. Đó, thế nhưng không phải. Style mùi của chai nước hoa này nó rất là nam tính và nó giống như kiểu khi mà chúng ta xịt đấy, chúng ta giống như kiểu là chúng ta ngầm muốn thể hiện rằng mình là ai, mình muốn cái gì và không cần một cách quá là ồn ào. Đó, anh em muốn thể hiện chúng ta là ai, chúng ta muốn cái gì, nhưng mà chúng ta không cần phải nó xô bồ, nó giống như kiểu là ultra mê, nó giống như kiểu là phải bật lên ấy, kiểu như thế thì không cần phải như vậy. Mà ở đây đó là một mùi hương của quý ông nam tính và không muốn quá phô trương. Thì đấy, với mình đây là một cái style phong cách là như thế. Cho nên anh em nào mà đang tìm một cái style dạng như thế thì Just Rock tham khảo. Đó, điều thứ ba. Điều thứ tư đó là nó chỉ hợp với thu đông. Thu đông nhá, xuân hè không hợp, thu đông. Cho nên anh em nào, nói chung là đến bây giờ thì cũng là gần cuối lạnh rồi. Mặc dù bây giờ Hà Nội vẫn đang rất là lạnh, nhưng mà mình nghĩ là kiểu một tháng nữa thôi là hết. Cho nên cũng không sao cả, biết muộn muộn hơn không. Nhưng chai nước hoa này nó chỉ hợp với thu đông mà thôi. Thì đấy là cái điều thứ tư mà các anh em cần nên lưu ý. Ok, ok. Điều thứ năm là chai nước hoa này nó không dành cho các anh em nào còn ngây thơ, còn cái kiểu như là tin nhí nhố thì nó không hợp. Bởi vì cái bản chất chai nước hoa này nó sử dụng những cái nốt rất là thiên hướng về phương Đông, ví dụ như là nhang, tiêu, cay nồng. Đó, thì bản chất cái mùi hương của nó cũng đã cái gì đấy nó sâu lắng rồi, nó không phải là một cái kiểu như màu hồng, màu đỏ, mà nó là một cái gam màu, nó trầm, nó điềm đạm. Thì
anh em nào mà vẫn còn kiểu như là nói chung là Hàn Quốc kiểu như thế thì không hợp với style của chai nước hoa này, không phải để dành cho các anh em phong cách như thế đó. Về độ bám tỏa mùi thì test trên da của mình cũng cảm thấy cũng khá là tốt, tầm khoảng từ 6 đến 8 tiếng và độ tỏa mùi trong khoảng một cánh tay đổ về, không quá nồng mà cũng không quá yếu. Nói chung là về hiệu năng của chai nước hoa này là ổn, không phải là quá xuất sắc, không phải là xuất sắc thế nhưng là ổn. Ok, tổng quan lại có nên mua chai nước hoa này hay không thì thật ra là mặc dù nó là một cái mùi hương rất là ngon, nhưng về cái style mùi ấy, về cái style phong cách của chúng ta để mà hợp chai nước hoa này thì nó cũng đòi hỏi cũng rất là cao đó. Nó không phải là một dạng kiểu đa dụng style, mà ở đây là nó đến hướng đến một cái phong cách như này luôn. Là như thế nào thì mình đã nói ở đầu video rồi, cho nên anh em nào trước khi có ý định mua thì phải nên hiểu rõ bản thân chúng ta có hợp hay không. Nếu như mà cảm thấy phong cách như mình lúc nãy mình nói là hợp thì mua rất là ngon luôn, còn nếu không thì chỉ vứt tiền vào cửa sổ mà thôi. Đó, thì đấy là cái kết luận của mình về chai Just Rock. Đó, thì video hết rồi. rất là hy vọng anh em thấy thích video này. Mọi người hãy like và share nếu như mà cảm thấy nó có giá trị nhé. Còn bây giờ anh em mình, bye bye.